Ok. Hello mọi người, thì hôm nay Gen X tới nhờ anh Minh thay nhớt. Với lại sẵn là sẽ hỏi anh Minh với lại nhờ anh Minh hướng dẫn cho mọi người biết là dùng loại nhớt nào tốt cho xe và phải bảo quản và thay nhớt như nào. Nói chung là tất tần tật về nhớt hôm nay mình sẽ nhờ anh Minh hướng dẫn cho mình. Này thấy ngồi giấy chín không nhón chân luôn không? Hết 7 rồi, mới đi kéo giò về, 4 tháng dịch đi kéo giò. Chừng dài tới nách. À, đi vô. Anh Minh ơi. Hello. Ơi, hello Gen X. Vô vô đây ngồi, vô đây ngồi. Ừ. Ủa, bữa nay tới đây có chuyện gì không? Nói chung là lần này em tới kiếm anh là anh cũng tốn tiền mà anh hỏi nữa. Xe em 4 tháng rồi, dịch đó để nhà, bây giờ tới lúc bảo trì, thay nhớt. Anh biết lại nhớt nào tốt để xài cho xe không? Thay giùm em đi. Em vô là em thấy nhớt rồi, giờ em hỏi có biết loại nhớt nào tốt dành cho xe không? Là em hỏi là sẵn tiện hôm nay là mình sẽ tư vấn cho anh em một cái dòng nhớt ha. Thì cái dòng nhớt này á là nó đặc biệt. Và cái nhớt này là cũng ở Úc á, bên trường đua Đức người ta sử dụng nhiều lắm. Xe đua hả? Ừ, đường đua Đức sử dụng nhiều lắm. Anh em ráng nghe clip nha, sẽ có cái nhiều cái rất là hay dành cho anh em, tặng anh em luôn. Là anh em bên Úc ta xài rất là nhiều. Và cái hãng nhớt này á, đây để cho anh em coi, đây quay gần nè. Em camera có thể quay gần không? Quay gần vô. Quay gần vô đây luôn nè, vô đây nè. Đó. Nhìn đó, thấy chưa? Xịn sò quá vậy. Nó tất cả các dòng nhớt là dành cho từ xe phân khối lớn tới phân khối nhỏ, phân khối tầm trung, tay ga đều có hết. Đó, rồi đây anh giới thiệu cho. Điều đầu tiên anh em thấy là cái gì? Đẹp. Cái chai này á đẹp. Là nó làm theo công nghệ Nhật Bản, có nghĩa là chống làm giả. Và thứ hai là bảo vệ môi trường. Ấy. Từ từ để anh tắt cái điện thoại cái. Ủa sao nó mở hoài ta? Rồi ok. Thì á nó sẽ là cái công nghệ chống làm giả, bảo vệ môi trường. Rồi thay vì những cái lon nhựa ngày xưa á thì nhìn nó không có đẹp. Bây giờ người ta làm bằng cái lon này. À, người ta nói sao? Thay nhớt hết có thể bán đi chai à. À. Rồi, thì theo anh em anh biết á. Nhớt á. Đây anh giải thích cho em nghe nè, nhớt mà có gốc ST á là đã là nhớt xịn rồi. Ha. Là cho anh em là có thể đi đường xa đồ nó sướng. Đó, rồi cái nhớt này đặc biệt là nó có nhóm bao. Bao ở trong đây là Minh giải thích cho anh em thôi, Minh sẽ chèn cái từ tiếng Anh cho những anh em muốn tìm hiểu. Thì cái bao này á là nó gồm, giải thích dễ hiểu là có những cái phân tử á, khi mà em đi trong đường phố á, là cái nhớt nó sẽ bơm nhanh hơn và sẽ làm mát máy. Thay vì xe á, em phải đề lên lâu để nhớt nó bơm lên thì những phân tử bao nó hỗ trợ cho nhớt bơm nhanh hơn. Đó, và em đi trong thành phố cũng rất là ok luôn, cũng rất là mát máy luôn. Đó, và em đi ở ngoài, đi đường xa cũng được, rồi đi ở trong thành phố cũng được, hiểu chưa? Hiểu chưa? Có nghĩa là hai trong một á, chứ không phải là có nhiều dòng nhớt là chỉ đi được đường xa, đi trong thành phố bị nóng. Rồi một cái đặc trưng nữa là anh sẽ cho em hửi. Đây em hửi rồi em cảm nhận là anh sẽ nói tiếp. Coi thử có gì. Mùi thơm mà nó. Đúng không? Nè, cái này mới là cái điều đặc biệt. Ủa, nó em. Thơm mọi người ơi, hết hồn thiệt chứ. Cái này mới là điều đặc biệt là trong cái nhớt này nó có mùi thơm. Khi mà em chạy á, em đem về nhà, ví dụ nhà em chọc, em đem về nhà thì từ cái cục máy em nó sẽ tỏa ra một cái chút mùi hương. Nó không sẽ có cho bị, em cái mùi khét, cái mùi hôi ấy nữa. Nó thơm, nó hay vậy. Và cái phản quang thì những cái dòng nhớt xịn bây giờ dòng nào cũng có phản quang. Khi em rọi ra nó sẽ thành phản quang, nó rất là đẹp. Xịn quá ha. Rồi. Cho đây là cái màn đặc biệt dành cho anh em nè. 10 anh em thay nhớt đầu tiên. 10 anh em thay nhớt đầu tiên là trong đó có em rồi đó. Còn 9 anh em thôi. Cứ chỉ cần thay hai bình nào bất kỳ thôi. Tại vì mình chỉ có 10 cái áo thôi à. Hãng ở bên Úc về chỉ có 10 cái áo thôi. Là đây. Chờ anh một xíu. Ồ, thế là tôi có áo à. Là cái áo này á là ở trường đua ở bên Úc gửi tặng mình. Đây. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Đây là những cái tên của những cái hãng tài trợ cho trường đua á. Đây. Trời ơi, anh ơi. Em có được cái áo này không? Được. 10 người đầu tiên, em là người thứ nhất là còn 9 người nữa. Mặc vô thành cái đầm luôn quá. Có những cái size nhỏ. Anh em thấy sao? Ok chưa?
thấy sao, đã không? Được, được. Đó là cho 10 anh em đầu tiên. 10 anh em đầu tiên là qua đây thay nhớt, chỉ cần thay 2 bình là sẽ được. Thay 2 bình trở lên là sẽ được tặng một cái áo. Và mình sẽ cố gắng mình xin hãng nhiều áo nữa dành cho anh em, nhưng mà bây giờ chỉ có 10 cái thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là xin trong những chuyến tour mà mình tổ chức á, thì hãng sẽ tài trợ, cố gắng sẽ tài trợ cho mình những cái áo này để mình đi tour. Mà sắp tới mình sẽ tổ chức những cái chuyến tour cho anh em khi mà hết dịch bệnh. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình không có chờ mà để mình mà nói nhiều nữa ha. Thì mình sẽ thay cái dòng này cho anh em. Thì cái dòng cao cấp nhất của cái hãng này là chỉ có 300 mấy chục ngàn thôi anh em à. Dòng cao cấp nhất từ 300 mấy rồi tới 200 mấy rồi tới 100 mấy. Không, đâu có mắc lắm đâu. Ừ, thì nó mới về á, cho nên nó tốt. Đây, em thấy lá cờ không? À, đúng rồi, đúng lá rồi. Lá cờ của đây, của gì? Úc. Ờ, đúng rồi, lá cờ của Úc. Rồi, thì không chờ nữa, bây giờ anh lấy cái này anh thay vô con giấy chín em ha. Thì giấy chín thì chung kết nhất của nó tầm 3.6 lít. Vậy là khoảng 4 bình. Gần 4 bình. Thì mình ở đây mình có cái can để mình đông luôn. Đó. Rồi, thì bây giờ tiến hành thay hết. Mà nói bật mí cái nho nhỏ này nữa cho anh em nè. Khi mà những chuyến tour mình tổ chức á, thì hãng sẽ tài trợ luôn cho anh em là một cái dung dịch gọi là vệ sinh bùn đốt kim phun, đổ vô cái bình xăng mình. Một cái chai này có thể xài 20 lít xăng nha. Một cái chai xài 20 lít xăng, chai này trị giá là 180 ngàn. Là nếu như chuyến tour mà anh em tham gia tour cùng bên tổ chức thì sẽ được tài trợ cái này. Và sẽ cố gắng là sẽ có áo. Rồi, bây giờ không chờ nhiều nữa rồi, mình tiến hành mình thay nhớt cho xe Genesis ha. Giờ ngồi nhìn người ta đẩy xe lên thay nhớt cho mình sung sướng. Rồi, đây là mấy cái bình nhớt hôm nay sẽ thay cho Genesis nè. Thì thật sự luôn á, bình đẹp quá mọi người ơi. Vì xe 4 máy là cần tới 4 bình lận, tại vì dung tích nhất là 3.6 lít á, là còn dư tới 400 lận, không biết sao nữa. Mà anh ở một bình này đi được bao nhiêu cây vậy? Một bình đó thì trung bình mình đi sẽ được 3.000 cây km. Ồ, chỉ mày... có 300 mấy chục ngàn bình thôi. Có 300 mấy à? Ừ. Mà cái này mở sao ta? Em ơi, cái này mở sao vậy? Hướng dẫn chị mở cái này với. Cái này giờ chị cầm nè, chị rút mạnh ra. Đó. Rồi. Còn cái nắp này á, nó thiết kế á là mình chỉ cần ấn xuống thôi, ấn mạnh xuống. Lại sẽ động tự động bung ra. Ồ, hay quá kìa. Rồi á, có chỉ có những nhớt mà dư á, chỉ cần đổ đây cái chị ấn xuống là nó sẽ đóng hay lại. Hay quá ha, kính luôn nè. Đúng rồi, không khí nó không tràn vô nhớt mình sẽ không bị hư. Nghĩa là nhớt nào mình xài dư á mà mình đóng lại gì thì không khí không tràn vô sẽ không hư cái nhớt của mình, để nó mới xài tiếp. Đó. Hay ha. Rồi, Bibi mở lại cho mọi người coi. Nè, đơn giản lắm. Chỉ cần ấn xuống thôi. Đó, ấn nhẹ xuống một cái. Rồi, đẩy ra được. Lúc đóng vô lại cũng đơn giản thôi. Đó, lại sẽ đóng kính lại. Để không tiền vô. Đó giờ chưa bao giờ thấy vụi luôn mọi người. Trước giờ bình nhớt mà tôi đi thay á là người ta dặn nắp ra thôi, đóng lại thôi á. Mới lần đầu thấy vô này. Để mở thử coi dễ không nha. Trời ơi, con gái chân yếu tay mềm ở được không biết nữa. Được nè. Được nè mọi người. Trời ơi. Đây em đánh lại. Mọi người nghe cái tiếng không? Mọi người nghe cái tiếng mà nghe một cái bụp một cái là nó đã dính lại vô gì nè. Chắc lắm luôn á. Không có sợ bị ấy kiểu. Thử đi, đâu có đổ đâu. Không đổ, không bao giờ đổ. Hay quá ha. Họ chân yếu tay mềm như tôi còn làm được, không lẽ mấy anh làm được. Đây. Thay nhớt cho em. Cái này là cái nhớt cũ của mình, xe mình xả ra nè mọi người. Hay à, sao cây nhớt mới. Nói là nhớt cũ mà nhìn nhớt cũng còn mới. Nãy giờ nói chung là trong lúc đợi thay nhớt thì cũng có đi tìm hiểu xíu mọi người. Thì cái dòng này là dùng cho xe phân khối lớn ha, cỡ mấy chiếc 900 ngàn phân khối á. Bình này là dùng cho xe 500, 300 phân khối, trụ CB500 nè, Z3 R3 rồi các kiểu á, là 500, 300 phân khối.
Cái bình này á là dành cho mấy cái xe nhỏ như là Edwinner, R15 đồ á. Còn ở dưới cuối cùng màu đỏ là dành cho xe tay ga. Đấy. Còn đây là cái áo. Thì nói chung hồi nãy hỏi anh Minh kêu là chỉ có 10 cái áo cho 10 người đầu tiên thôi. Mà tôi mở hàng mất một cái rồi, nên là còn 9 người thôi nha mọi người. Còn 9 cái áo thôi. Tôi xuôi một cái rồi. Quần áo cũng đẹp. Em mặc tôi chắc như cái đầm. Nó làm gì vậy? Đó em không nhìn ngồi thấy hả? À? Ngồi nhìn nhớp nó nhiễu từng giọt hả? À? Thì ở đây nói luôn thì đi như em là quá kỹ. Nhớp còn quá mới. Đây anh em coi nè. Chất nhớp nè, đây mình mới tin nè. Thì xe anh em bên mình là đi rất là kỹ. Ví dụ á, nhà sản xuất yêu cầu 3.000 mà 2.000 mình thay rồi. Hoặc là 1.500 là mình thay rồi. Tại vì mình kỹ cho con xe thì kỹ cho xe là tốt cho mình thôi. Sẵn tiện luôn nè. Mình sẽ cố gắng xin những cái nón này cho anh em. Những cái nón này nè. Nón này là nón ở trên trường đua anh em thấy mà những là tay tay mà đua mà em coi trong mấy trường đua mà những cái tay mà làm kỹ thuật rồi á, hoặc là ta lên trường đua ta hay đội mấy nón này nè. Thì cố gắng xin cho anh em được thì mình sẽ xin tặng anh em đội chơi. Đó, anh em nhớ giữ làm kỷ niệm ha. Thì bây giờ mình ngồi mình chờ cho nó chảy hết nhớt thừa ra, rồi mình tiến hành mình đổ nhớt mới cho em. Thì cái dòng nhớt này á, thì Minh sẵn Minh chia sẻ cho anh em luôn là nó đi trong phố rất là mát, nó thơm và nó rất là bốc. Đi xa thì nó rất là cũng bốc luôn, thì rất là ok. Và cái dòng nhớt này á, anh em không cần kiểm chứng nữa, tại vì á, Minh đã có tham khảo rồi mới nhặt về cho anh em là những YouTuber nổi tiếng á. Ví dụ những YouTuber mà chạy những con phân khối lớn đã tin tưởng xài nhớt này. Anh em không tin thì anh em cứ lên mạng anh em search về cái nhớt này. Và những người thay nhớt đó là những YouTuber nổi tiếng đã tin tưởng sử dụng nhớt này. Mình đã inbox những người đó, mình hỏi bạn ơi cái nhớt này xài ok không. Thì mấy đứa em nó cũng trả lời anh Minh nhớt này ok lắm. Em đang hiện tại em đang sử dụng luôn hơn một năm nay rồi. Đó đó là một bạn YouTuber nổi tiếng. Thì ở đây mình ít nhắc tên nhưng mà anh em có thể search cái dòng. Anh em nào đã coi những cái kênh đó thì anh em sẽ biết. Là anh em sẽ biết là người ta đã sử dụng dòng nhớt này mình mới inbox. Em ơi có xài ok không? Người ta nói ok thì ok mình nhập về. Và ở đây mình là nhà phân phối luôn nha anh em. Mình có phân phối cho anh em, những anh em ở tỉnh xa muốn nhập nhớt về bán thì rất là ok. Cái này lát nữa anh sẽ nói đi. Rồi ok bây giờ mình thay nhớt đi. Thay nhớt đi, thay cho em rồi. cho em thay đi. Cho em thay hả? Ok em rồi ok. Không, giờ mình không thích anh Minh thay rồi, tại mình thích tự thay xe của mình mà. Từ hay ui dễ mà. Em mở giùm chị mấy bình nữa nha. Một bình như vậy là một lít nè. Xe này 3 lít 6. Ba bình đầu tiên cứ đổ mạnh tay thẳng tay vô. Mấy bình, cái bình cuối cùng nó mới phải canh thôi. Đổ cho hết. Hết một bình. Ừ vậy đi. Thơm quá mọi người. Để giờ cầm bình nhớt lên thổi chứ trời, thiệt sự luôn. Không lẽ giờ cầm bình nhớt lên thổi á, trời nó kỳ. Tôi phải bắt cái giọt cuối cùng không nữa. Chơi. Bắt cái giọt cuối cùng, không có sót một giọt nào hết. Ba bình 3 lít rồi đó, bây giờ mình phải lấy cái này nè. Lấy cái đó đông quá. Cái này là hết rồi, hết sạch. Một can như vậy là 2 sữa. Gì? 2 sữa rưỡi. Thôi nghĩ đi. Nghĩ vô xong, uống vô xong họ tự uống vô nó móc chạy nhanh.
uống sau mai đăng ký đi chạy điền kinh đó. Xe chỉ ca nữa. Uống ra má không mọi người? Ra má đỏ xanh. Cái lít này nữa là đủ rồi đó, đủ nhớt rồi đó. 3 lít 6. Ê còn cái dư đóng nắp lại mốt chị qua chị xài tiếp. Dán cái chữ Vinh X lên cái hộp đó của tôi. Hết rồi. Xong cái nắp nhớt không? U là trời. cái nắp nhớ. Bây giờ đóng cái này em đóng lại giùm chị nha, chứ chị ha. Okay. Chị đóng sợ không chặt. Ồ đúng rồi mọi người, thay nhớt là phải để cái khăn ở dưới nha. Bây giờ bước kềm mới vẽ cho nó chặt lại. Okay. Chặt chưa? Rồi. Chạy lấy cái bụng mà. Quên nữa mọi người, khi mà mình thay nhớt xong á, mình phải đề máy lên cho nó bơm nhớt một xíu nha. Xong thì cái mình test xe thì đã thay trên nhiều xe và có những YouTuber nổi tiếng cũng đã test cái dòng này rồi thì nó đã được kiểm định rồi, thì bốc ngon, ok, giá thành hợp lý. Thì cái dòng này là mình sẽ là nhà phân phối, anh em nào mà ở xa ở tỉnh hay là ở thành phố mà muốn nhập nhớt thì cứ liên hệ cho mình thì sẽ có giá tốt cho đại lý luôn nha anh em nha. 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng là đều có giá tốt nha, anh em lấy 1 thùng là cũng có giá tốt cho anh em. À, để mình về mình thay á, có nhiều anh em người ta không bán nhưng mà người ta nhập 2-3 thùng về là để cho thay nhớt cho người ta. Đó thì cái chai nhớt rất là đẹp và cái chai này anh em á, dùng quà biếu cho người thân cũng ok nữa ha. Anh em chơi xe cũng rất là ok. Thì anh em cứ nhập nhớt thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình hoặc là đăng inbox fanpage hoặc là Zalo. À, cái miếng này nè anh em mà lỡ mà không có phễu đựng nhớt á, anh em có thể nghiêng xuống để cho nhớt nó chảy ra cũng rất là ok ha anh em ha. À, và như những gì mình hứa thì những bạn mà qua thay cái dòng nhớt này, Good Western Oil này, đúng không? Anh đọc tiếng Anh đúng chưa? Đúng rồi. Good Western Oil. Đọc đúng tiếng Anh rồi, chuẩn tiếng Anh, ok. Mình đọc là gì? Nghe cái từ đọc là Western. Good Western Oil. Good Western Oil. Rồi, những bạn mà ở đây, chính bạn đầu tiên, em là người đầu tiên rồi. Thì chính bạn đầu tiên thì mình hứa mình sẽ tặng cho cái áo trường đua này ha, trường đua ở bên Úc. À, ai thích nói áo gì, áo nhớt là áo mà đây là nó có rất là nhiều thương hiệu đã tài trợ cho cái gì đó, nói chung đó mình sẽ tặng cho chính bạn và những bạn qua thay dòng nhớt này tại bên mình thì sẽ được gì, sẽ được rửa xe miễn phí. Vậy là rồi. Xe em cũng rửa miễn phí. À, thì bây giờ ra rửa cho em nè. Rồi ok, vậy là những cái mà mình cố gắng hỗ trợ anh em hết mức có thể nha anh em nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi cái clip này và anh em đừng quên nhớ bấm gì, bấm like, bấm subscribe, chia sẻ cho kênh của Minh Biker. Nói gì camera, nói gì, bấm cái chuông nữa. Bấm cái chuông nữa, bấm cái chuông camera nữa, là bấm cái chuông nữa, ok. Từ nãy mày nói gì, chuông, tao tưởng là ở chuông ngoài camera nói nhỏ xíu mà nghe thì nó có đầy đủ luôn.
à, những anh em mà xe số nhỏ á, Edge, Rhino, Winner hoặc là R15 rồi có thể sử dụng dòng này chỉ có 170.000 thôi, 170, 180 thôi. Rồi có một cái lon như vậy để mình thay. À, còn anh em mà nãy em nói là 300-400 phân khối rồi đó, thì chưa xài dòng này là rất là ok. Và sẽ cố gắng, à, anh em nào thích móc khóa nữa thì còn mấy cái nè, mấy cái móc khóa này nè thì tặng anh em để anh em đi mấy xe nhỏ đồ á, phân khối lớn á thì mình không nên sử dụng cái này, phân khối lớn thì không nên sử dụng cái này tại vì nó vướng. Cái này chỉ dành cho những xe tay ga đồ anh em đeo lên cho khỏi mất chìa khóa thôi. Đó là cái mà mình dành tặng riêng cho anh em. Còn cái này khi mà những chuyến tour mình á thì nhà tài trợ, người ta sẽ tài trợ mỗi bình như vậy là trị giá là 180.000, người ta sẽ tài trợ đi tour chung với mình là người ta sẽ đổ vô xe của mình. À, ok anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều.